Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Head to Head Challenge Người đẹp bản lĩnh. Phần thi đang được trực tiếp và trình chiếu trên kênh Facebook, YouTube và TikTok của Miss World Việt Nam. Tôi là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đương kim Miss Intercontinental năm 2022 và đương kim Á hậu 1 Miss World Việt Nam năm 2022. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ đến với phần giao lưu cùng với thí sinh Phạm Phi Phụng số báo danh 066. Kính chào mọi người. Em tên là Phạm Phi Phụng, em năm nay 21 tuổi, số danh của em là 066 và em đến từ An Giang. Thì không biết là Phi Phụng có thể giới thiệu bản thân để Bảo Ngọc hiểu thêm về bản thân của Phi Phụng nè, rồi gia đình và tình cảnh hay là những cái điều mà bạn đang trải qua được không? Thực ra là em là con gái út trong nhà, ba và mẹ của em hiện tại thì rất là lớn tuổi. Hai người anh của em thì đều cách em 10 đến 11 tuổi. Em là con gái nữa nên là em rất là khó chia sẻ. Em và tất cả người nhà tồn tại một cái bức tường gọi là khoảng cách thế hệ. Thì mọi người nghĩ là em là một người rất mạnh mẽ, mọi người nghĩ là em là một người rất là hiểu chuyện, em có thể tự lo cái này, tự lo cái kia. Nhưng mà thật ra bản thân em lại từng chịu rất là nhiều tổn thương trong cái lúc đi học. Lớp của em là A1, học ca sớm nhất. Bữa đó là em chưa kịp ăn sáng, là trường thầy bắt chạy hai vòng quanh sân, mà trường em rất là rộng, thì chạy xong thì em cảm giác là bị khó thở và em muốn ói, thì mình chưa ăn gì hết mà mình vận động mạnh, thì em bị một nhóm bạn nữ chỉ trỏ là con nhỏ này chắc là có bầu với ai. Em không biết dùng từ để diễn tả, nhưng mà em lúc đó em suy nghĩ sao con gái với nhau mà có thể nói được những cái câu đó. Bản thân mình tổn thương. Tới năm lớp 8 thì em chơi chung với một nhóm bạn nữ khá là đông, 8 hay 9 người gì đó. Các bạn trai của một bạn trong nhóm của em là bạn thân của em, là tụi em quen nhau từ năm lớp 2. Và nhà tụi em sát nhau luôn, ba mẹ tụi em đều biết nhau. Và tụi em hay ké bạn đi học. Nhưng mà thật sự là em không có dám để bạn chở, tại vì em biết rõ là cái độ tuổi này mọi người cũng đang lớn mà cũng đang xuất hiện những cái tình yêu chớm nở, thì em nghĩ nó rất là nhạy cảm nên là em sẽ chở bạn đó. Em bị mọi người nói là sao nhỏ là nó hay hay đi chung với lại bạn nam, nhưng mà mọi người dùng cái từ rất là nặng hơn nữa. Bởi sau đó mọi người nói em vậy, xong hai người đó cãi lộn, hai người đó cãi nhau, xong hai người đó chia tay, xong hai người đó quay, xong tất cả mọi người quay qua chửi em cái này, mắng em cái kia, trong khi lúc mà hai người chia tay em không có biết gì trơn á, không một ai đứng về phía em, không một ai lắng nghe em như thế nào. Mọi người chỉ biết mấy người kia nói như vậy á thì chắc chắn là mày là như vậy rồi. Lúc đó em có những người bạn thân nào không? Lúc đó em chỉ có vài người bạn thân, là một bạn nam đó và một bạn nữ khác. Nhưng mà bạn nữ đó là cũng là chơi với em từ lớp 1, lớp 2. Tụi em quen nhau từ hồi mẫu giáo luôn. Là bạn nữ thân duy nhất mà tới bây giờ em chơi là bạn đó chịu tin em. Nhưng mà tại vì cái tiếng nói cũng nhỏ bé quá, tiếng nói của mọi người quá lớn, thì bạn chỉ có thể ở phía sau bạn ủng hộ em thôi, chứ bạn cũng không thể nào ra mặt giúp em được. Còn bạn nam thì như thế nào? Bạn nam cũng có nói, nhưng mà thật sự tình cảnh lúc đó thì bạn nam càng nói thì mọi người đó, mọi việc nó lại càng đi xa hơn. Cái thứ nó không có hay lắm, nhưng mà em nghĩ nó là thứ mà em có thể trưởng thành như bây giờ và có được cái, những cái góc nhìn cũng như là những cái nhìn nhận mới, và cũng giúp em bước qua được quá khứ. Tại vì thì đó, bạn bè cũng không phải là tất cả, gia đình em là tất cả. Thực ra từ câu chuyện của Phụng á, thì Bảo Ngọc cũng nhận thấy là đúng là những người mà hiểu chuyện nhất á, thì thường là những người sẽ cô đơn nhất, phải không? Những người mà trong quá khứ mà họ bắt nạt mình á, không biết là bây giờ thì Phụng cảm thấy như thế nào về những bạn đó. Nhưng mà đối với Bảo Ngọc á, thì ngày trước á, khi mà mình gặp những cái trường hợp tiêu cực như vậy, mình luôn tự nhủ bản thân á, là đôi khi những bạn như thế họ cũng có một cái niềm đau nỗi khổ đó của họ, cho nên là khi họ không tìm được cách giải quyết á, và họ lại làm cái điều đó với mình để họ tìm một cái sự giải tỏa hay là tìm một cái đánh lạc hướng nào đó cho bản thân. Cho nên là đâm ra đến bây giờ thì thật ra là Bảo Ngọc cũng không còn suy nghĩ về những người mà họ đã từng có lời ác ý với mình nữa, mà mình hiểu tình cảnh của người ta, cho nên là mình cứ tiếp tục đi bước tới với cái con đường của mình á. Thì Bảo Ngọc cũng được biết là trong lần sơ khảo đầu tiên á, thì Phi Phụng cũng không phải là một trong những thí sinh may mắn để lọt vào vòng chung khảo. Vậy thì lý do gì mà đã khiến cho Phi Phụng quay trở lại cuộc chơi? Em là một tay mơ chính hiệu, em chưa từng tiếp xúc với những thế này. Thì ra ban đầu em đến với cuộc thi với tâm lý rất là thoải mái, tức là không đậu thì đi về. Sau cái hôm mà công bố kết quả em không được vào thì tâm trạng của em bị hững lại, là em cảm thấy mình có một cái gì đó rất là mất mát. May mắn được
có cơ hội lần thứ hai quay lại thì em đã quyết tâm hơn và em trao dồi tất cả để có thể mình tốt hơn. Vì đó giờ em chưa từng thi thôi, em chưa từng làm cái gì mà khiến cho ba mẹ của em có thể khoe là à con gái mình như này, con gái mình như kia. Thì em nghĩ đây là một niềm tự hào rất là lớn với ba mẹ em và họ là động lực cho em để em tiếp tục chiến đấu. Vậy trong quá trình mà Phụng đi thi á, có những cái gì mà Phụng cảm thấy là còn tiếc nuối hay là mình chưa làm được hay không? Được tiếp xúc với một môi trường mới, được mọi người đào tạo và mọi người hướng dẫn rất là tận tình thì em nhận thấy là bản thân mình có rất là nhiều thiếu sót. Em vẫn chưa dám nhìn lại đó chính là phần thi bikini của em. Lý do tại sao? Dạ, tại vì đó là lần đầu tiên mà em mặc bikini luôn. Trước nhiều người thì em rất là cảm thấy ngại. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy rất là rung và em đi ra em đi rất là nhanh. Mọi người coi ở nhà thì mọi người nói là chị thấy em đi giống như là em chỉ muốn đi vô thôi, em không có muốn ở lại sân khấu cho mọi người ngắm, cho mọi người chụp hình. Chị hiểu. Cái tâm lý đó là một tâm lý rất là đáng sợ với em và mà vượt qua được rồi thì em nghĩ là ra thì nó cũng không có gì đáng sợ hết và em vẫn đang tiếp tục để có thể phần chung kết mình làm lại, mình thay đổi một màn trình diễn mới, mình tốt hơn như vậy nữa. Có những cái tạm gọi là bài học đi, dạ, mà Phi Phụng đã học được từ trải nghiệm của mình tại Miss World Việt Nam cho đến giờ thì bạn nghĩ là bạn có thể áp dụng được những cái điều đó và cuộc sống như thế nào? Thứ mà em học được ở đây nhiều nhất đó chính là sự tự tin. Em có thể đứng trước đám đông để chia sẻ ý kiến của mình. Em có thể đứng lên để có thể nói lên tiếng nói của mình, kêu gọi mọi người cũng như là gây một sức ảnh hưởng nào đó đến những cái hoạt động cộng đồng khác. Lúc nãy thì mình đang nói đến điều nuối tiếc nhất. Vậy còn điều mà cảm thấy tâm đắc nhất thì sao? Tâm đắc nhất là em có thêm được rất là nhiều mối quan hệ mới và có thêm được rất là nhiều bạn. Quá khứ của em thì em từng là một người ám ảnh và sợ đối diện với phái nữ. Nói chung là mọi người cùng là con gái với nhau nhưng mà mọi người lại có thể phát ngôn những câu nói không chấp nhận được và gây tổn thương đến nhau. Thì lúc đó em nghĩ con gái là một cái gì đó rất đáng sợ và là bạn của em tới bây giờ cũng không có bao nhiêu người là con gái. Em trước khi vào nhà chung thì em bị một cái tâm lý là có khi nào vô mình không nói chuyện được với ai hay không. Tại vì quá nhiều con gái. Và có khi nào là mọi người cũng sẽ, mình cũng sẽ không gần được, mọi người cũng không thân được với ai hết. Em lúc đó em rất là sợ bị cô lập. Thì sau khi vào cuộc thi thì em nhận ra là thế giới này khác, thế giới này rất khác so với suy nghĩ của em. Mọi người rất tốt, mọi người rất hòa đồng và mọi người rất dễ thương, mọi người giúp đỡ nhau từng ly từng tí. Và em cảm nhận được là không phải ai cũng như vậy và thế gian này thực sự là có từng người, không phải ai cũng sẽ dò xét bạn hay là soi mói bạn, vẫn còn rất là nhiều người thật lòng với bạn. Nghĩ đó là cái thứ mà em trân quý nhất. Rất là đồng cảm với những gì mà nãy giờ Phi Phụng nói. Thật ra là hồi trước thì Bảo Ngọc cũng, mình không hẳn là có một cái định kiến nhưng mà mình cũng có một cái nhìn nhận nó không được tích cực lắm về cái mối quan hệ giữa các bạn gái với nhau. Yeah. Cũng cùng cái trường hợp với lại Phi Phụng luôn, tại mình cao mà cho nên mình hay bị chọc nữa. Tuy nhiên là sau này khi mà mình đi thi Miss World Việt Nam rồi sau đó là đi thi, nhất là đi thi Miss Incontinental ở nước ngoài, ở quốc tế thì mình nhận ra là cộng đồng phái nữ là một cái điều gì đó nó rất là tuyệt vời đó, tại vì thật sự là bạn đang đi thi trong một cái môi trường mà nó khá là căng thẳng và những cái giây phút mà bạn một mình nhất á, thì những cái người xung quanh bạn không ai khác, đó chính là những người, những thí sinh khác, những bạn nữ khác. Và chính những bạn đó là những cái bờ vai, những cái điểm tựa cho bạn vào ngay lúc đó. Thì bạn chợt nhận ra là thật ra là giữa bạn và các bạn nữ khác nó không có khác biệt lắm. Nó không phải là tốt là xấu. Tại vì mình có trải nghiệm với người tốt, người xấu thì với ai cũng vậy chứ không phải chỉ với con gái, phải không? Thì với tất cả những cái trải nghiệm và bài học mà bạn học được đến giờ thì nếu mà bạn có một cái thông điệp mà để nói với các bạn trẻ ngoài kia thì bạn sẽ nói thông điệp gì? Em hy vọng là mọi người sẽ không nghĩ bản thân mình bình thường quá, không nghĩ bản thân mình không có màu sắc gì và nhạt nhòa. Chúng ta bình thường nhưng chúng ta sẽ không tầm thường. Mọi người hãy can đảm để bước ra khỏi ranh giới của bản thân mình, can đảm bứt phá nó để tạo ra một phiên bản mới tốt hơn và hoàn thiện hơn. Bởi vì chúng ta còn trẻ cho nên là tất cả những gì của chúng ta đều phải đẹp nhất, cho dù nó là thất bại hay là nỗi buồn. Thì chắc là Phụng sẽ gửi một lời chào đến khán giả ha. Xin chào mọi người, thì phần trò chuyện của Phụng đến đây là hết rồi và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Phụng nha. Cảm ơn Phụng vì phần chia sẻ của mình. Và bây giờ thì cũng hết thời lượng rồi cho nên là Bảo Ngọc sẽ hẹn gặp lại Phụng và cũng như là quý vị khán giả ở phần thi tiếp theo nhé. Và quý vị khán giả ơi, Head to Head Challenge sẽ là một phần thi mà nơi đó các bạn thí sinh được thể hiện quan điểm và chia sẻ câu chuyện của mình. Và bạn thí sinh mà có phần thi xuất sắc nhất thì sẽ được tiến vào vòng trong và cũng như là người chiến thắng Head to Head Challenge sẽ được tiến vào top 20 chung cuộc và cũng như có một bộ hình với chủ tịch Miss World Việt Nam, thạc sĩ Phạm Kim Dung. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.